Xin chào, các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tin Tơ. Ngày hôm nay mình rất vui khi lại có mặt trong series Ninh Ít Tin Ăn Gì và cùng các bạn đi khám phá một tụ điểm ăn chơi mới của các bạn trẻ Hà Nội, và đó chính là Vincom Metropolis. Để khám phá một trung tâm thương mại thì đi một mình nó rất buồn, là Ninh đã rủ chị Ly Pretty Much đến đây để cùng khám phá với Ninh, nhưng mà đợi mãi không thấy đâu nên là Ninh quyết định bắt đầu luôn, chứ còn thực sự là đợi thì chắc là không biết đến bao giờ mới đến cơ. Ở Metropolis thì chúng ta đã, nếu mà các bạn chưa biết thì nó có rất là nhiều những cái nhà hàng, những cái thương hiệu mới mà từ Sài Gòn ra. À, ở đây thì mọi người biết đến Metropolis có một cái CGV IMAX. Cái đấy là lần đầu tiên ra Hà Nội luôn, còn Sài Gòn thì đã có rồi. Bây giờ thì hãy cùng vào trong mà khám phá nhá. Kệ bà Ly đi. Đến lúc nào đấy? Ồ, đến lúc nào đấy không ạ? Nãy rồi. Đứng đằng sau Ninh, nhưng mà Ninh cứ thao thao bất tuyệt, thế nên theo chị để Ninh nhắn nốt rồi. Em đợi chị mãi không thấy đâu nè, em mới bắt đầu luôn. Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn nhớ là đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow chị Ly Pretty Much ở channel Pretty Much. Thôi lờ. Cùng bắt đầu thôi. Ở đây thì Ninh thấy có một điều rất là đặc biệt ở trong cái thiết kế, đó chính là cái khu giếng trời. Chúng ta có thể nhìn thấy từ phía trên trần xuống dưới hẳn dưới hầm luôn cơ, chứ không phải ở dưới tầng 1, và toàn bộ cái khu này là không gian mở nhìn rất là hay ho. Các bạn biết rồi đấy, vì Hà Nội rất thiếu chỗ chơi nên mỗi lần Vincom khai trương một trung tâm thương mại mới là tất cả các bạn trẻ đều rất hào hức, và trong đó có cả Ninh luôn. Và Metropolis khai trương cũng không hề làm Ninh thất vọng, bởi vì trung tâm thương mại này ngoài việc có đầy đủ các tiện ích dịch vụ từ mua sắm đến vui chơi đến giải trí cho mọi lứa tuổi ra, thì còn hội tụ toàn những cái tên tuổi nhà hàng mới lạ trong ngành ẩm thực Hà Nội. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Đi một vòng xong quay lại Marukame Udon thì nó đã là một hàng rất dài để xếp vào ăn rồi. Đúng là đến giờ ăn trưa có khác, nên là đây các bạn nhìn thấy này, nó rất là đông luôn. Và điều gì làm nên sự đặc biệt của Marukame thì theo Ly là gì? Theo Ly là đấy là cái sự nhanh gọn nhẹ này, tự chọn đồ ăn ra rất nhanh và rất ngon nữa. Và Ly ăn cái này không phải đầu tiên ở Việt Nam mà ăn đầu tiên ở Mỹ, thế nên là hồi ở Mỹ là cũng phải xếp hàng như này luôn. Ninh thì ăn lần đầu tiên ở Sài Gòn và thấy nó đã rất ngon rồi, bởi vì kèm thêm cái mì thì có rất là nhiều vị và vị nào của nó cũng ngon nữa. Hôm nay thì chắc là Ninh sẽ thử một cái vị khác để xem như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hòa vào dòng người nhé. Wow, nhìn ngon thế. Đây, bò trứng có luôn đây này. Ta-da. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang một cái công đoạn khác, đó chính là chọn những cái đồ ăn kèm. Thì ở đây có rất là nhiều đồ chiên luôn. Và các bạn nhớ nhá, kinh nghiệm là chọn ít thôi, không còn sẽ rất nhiều và rất no. Ở đây thì có rất là nhiều các loại nước trái cây, nước ép, và đặc biệt là ở đây có cả bia, cả nước lọc nữa. Các bạn có thể chọn và sau đó thì chúng ta sẽ tính tiền ở phía bên này. Chúng ta hết 312.000. Ta-da! Vậy là chúng mình đã có hai suất mì ở trong Marukame Udon. Thực sự là để mà lột tả hết là tại sao nó lại đông như thế này vào cái giờ ăn trưa thì các bạn nên tự đến đây để trải nghiệm. Mình nghĩ là theo những cái gì mà chúng mình vừa trải nghiệm ở cái quầy order lúc nãy thì các bạn sẽ thấy nó rất thú vị rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ăn nhé. Hôm nay Ninh gọi một phần udon bò trứng, còn đây là một phần mì miso. Ngon á? Ừ. Khuyên các bạn là đi ăn này này hoặc là vào đây thì mặc ít áo đấy nhá, để trong này heater rất tốt. Ngon quá. Em sẽ ăn đồ chiên. Cheers. Ngon ấy. Bởi vì mới chiên luôn mà. Cái mô hình Marukame này nó sẽ hợp với cả kiểu nhóm bạn hoặc là kiểu đồng nghiệp đi ăn trưa ấy. Chứ còn để mà một gia đình rất đông vào đây thì nó sẽ hơi khó, bởi vì là mỗi người một thứ và không gian thì nó cũng sẽ hơi chật.
thì có rất là nhiều những cái quán khác. Ví dụ như là San Fulo, một cái quán mà Ninh đã thử ở Sài Gòn mà không biết ở Hà Nội nó có ngon không. Quán đấy kiểu đồ dim sum các thứ thì nó sẽ rất là hợp để ăn gia đình, hoặc là chả cá 1946 này, hoặc em thấy có mấy cái quán al fresco các kiểu. Nói chung là ở đây chả thiếu một cái gì cả và rất là hợp. Có khi hôm tới làm tất niên đây cũng được ạ. Những ngày cuối năm rồi và chúng ta lại chuẩn bị ngập ngụa trong những cái bữa tiệc tất niên. Thật sự là cái nhu cầu tìm địa điểm ăn uống nó rất là khó. Kiểu gì cũng phải đặt bàn trước các bạn nhá. Đúng rồi, nhớ đặt bàn đấy. Có mỗi chỗ này là không phải đặt bàn thôi. Chỗ này không đặt được, cái kiểu này thì làm sao đặt được. Ôi, kêu no từ nãy đến giờ rồi, nhưng mà thực sự là có một cái kem mà mình chưa bao giờ thử. Không biết chị bao giờ thử cái kem Dairy Queen úp ngược chưa? Chưa hề, kiểu hồi cái đợt mà mọi người rất là nổi cái đấy chị chưa thử. Tại vì đông quá ai cũng thử cái đấy. Thì bây giờ Ninh quyết là ngày hôm nay thì trong cái số Ninh ít tinh ăn gì thử những cái món độc lạ ở Metropolis, thì chúng ta sẽ cùng vào với cả Dairy Queen để thử cái món kem này nhá. Và đây chỉ có 69.000 hai cốc size nhỏ. Đấy, size nhỏ đấy, size nhỏ đấy. Đó, cho mình hai cốc nhé. Ok, mình cảm ơn. Mình cảm ơn nha. Wow. Ta-da! Chúng mình có hai ly kem úp ngược với chỉ 69.000. Và bây giờ thì sẽ thử xem là tại sao nó lại có thể úp ngược được ra chị ạ. Ui, em sợ rớt. Có chảy không? Không, không chảy đâu. Ui, sao là kem nó có thể dính được lên như này nhỉ? Kem nó rich ấy. Nó rất là kiểu béo ấy. Mình để ý lúc đấy là chỉ có một loại kem thôi. Sau đó thì các bạn sẽ mix thêm rất là nhiều các cái topping vào như chúng mình chọn để ra được những cái vị như thế này. Nên ăn xanh nhỏ thôi, bởi vì nó một cốc nó rất là nhiều luôn ý. Nhiều lắm. Hay là tại vì mình vừa ăn no xong rồi bây giờ thấy. Không, hôm nay cũng nhiều rồi, chị ăn thử của Ninh à? Oreo đúng không? Má phết. Chị nghĩ là khi hai người chung một cái này cũng được. Một gia đình mà đúng hai rồi. Người lớn, hai trẻ con là chung hai cốc, hai cốc. Như này ngon này. Này. Ăn mấy cái loại có hạt đi, ngon các bạn ạ. Chúng mình đang đặt một cái phim IMAX để có thể xem trải nghiệm ở xem là ở IMAX ở Hà Nội và IMAX ở Sài Gòn, và kể cả là IMAX ở nước ngoài của Lee đã xem là nó có khác nhau không. Thì hy vọng là sẽ có một cái trải nghiệm thật là tốt ở CGV Metropolis. Thì cái phim chúng mình đặt là phim Glass, bộ ba quái nhân. Bây giờ thì cũng đã gần đến giờ chiếu phim rồi và chúng mình sẽ vào lấy vé và xem phim. Hy vọng là cái bộ phim này nó sẽ thật sự là thú vị và cái trải nghiệm IMAX ở Metropolis sẽ hoàn thiện cái cuộc khám phá Metropolis ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow chị Ly ở channel Pretty Much để không bỏ lỡ bất cứ một clip nào hay ho. Biết đâu có Ninh xuất hiện bên đấy nữa thì sao. Nói chung là Ly thấy thì đây sẽ là một cái nơi mà rất là hay để cho các gia đình cũng như là hội hè bạn bè hay kể cả công sở đến đây ăn uống thư giãn, đặc biệt là trong cái dịp Tết Tết sắp đến và thậm chí là tân niên nữa. Mỗi tội là Ninh nghĩ là nó sẽ đông đấy. Nếu mà các bạn đi ăn nhà hàng nào thì nên gọi điện đặt bàn trước nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở Metropolis là một dịp gần nhất. Bye bye. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đem thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Mặc dù rất no rồi nhưng mà chúng ta vẫn cố qua Latisha, một cái tiệm bánh nằm ở phía tầng 3. Đây là tầng tầng 2 để mua một vài chiếc bánh. Ninh ơi, Ninh ăn xong Ninh say à? Ninh xem phim xong Ninh say à? Bây giờ chúng mình sẽ mua bánh để thấy mọi người mua bánh ở đây khá là đông. Để vào xem có bánh gì ngon nhé. Ui chà, chúng ta đã có bánh rồi. Đây, thề với các bạn là cái món cuối cùng mà chúng mình ăn trong cái clip này. Đây là hai cái xô kem khổng lồ với cả vị sô-cô-la và vị vani. Bây giờ sẽ cùng mở ra nhá. Hay là mở từng cái nhìn cho đẹp ha. Thôi mở hai cái cùng một lúc đi. Ơ kìa. Fail quá. Cheers. Đừng chạm vào nhau. Em lạnh ngon đấy. Ngon đấy. Ngon mềm. Kết thúc clip rồi. Tạm biệt các bạn. Bye. Nhớ ghé qua tất cả các cái địa điểm mà hôm nay chúng mình đã review ngày ở Metropolis. Nó nhiều sảng quá. Bye.